Đọc một lần nữa. Con đọc lại một lần nữa đi. Con đọc ra. Cầm gì? Thôi đọc nữa đi, cầm gì? Cô trai yêu nuôi thái hả? Để mẹ yêu nước trong mùa trái da. Một. Một. Một gì? Làm một lòng. Một lòng sao? Trường đáng kiến cha cho tròn chữ hiếu mới là bố xe. Nói lại gì? Nói lại gì? Mới là bố xe. Bố xe mới là đạo con. Mới là. Mới là gì? Mới là. Mới là gì? Con giỏi quá ta. Chứ nói thì ai lớp bà Phương không? Chứ có lớp bà Phương không? Lớp bà Phương. Bye bye, chị nói say bye bye đi. Bye bye. Say bye bye. Bye bye. Love you. Giỏi quá. Thank you chị nha.